đang đua trend. Chibu hướng dẫn các tỷ tỷ nhậu theo cách người Việt, giới thiệu đặc sản của Việt Nam, tôn vinh những nét đẹp của dân tộc. 1, 2, 3, yo! Chibu chia sẻ đoạn video hậu trường tại Đạp Gió 2023 hé lộ nhiều điều chưa từng được công bố đến người hâm mộ. Trong đó, khoảnh khắc nữ ca sĩ mang món ăn đậm chất Việt Nam tặng các tỷ tỷ được chú ý. Cụ thể, trong phòng hậu trường chuẩn bị cho tiết mục Tiên Tiên Tăng Tăng Sitting, Chibu đã mời các nghệ sĩ nước bạn món bánh tráng muối Tây Ninh. Người đẹp Việt Nam còn tận tay đút cho Ngô Thiến ăn vì đàn chị đang bận trang điểm. Các nghệ sĩ và ekip sau khi thưởng thức đều bày tỏ sự yêu thích dành cho món ăn vặt nổi tiếng của Việt Nam. Trước đó, cô đã được khen ngợi về sự tinh tế khi không chỉ giới thiệu áo dài, du lịch Việt Nam mà còn có cốm tươi làng Vòng, bánh cốm, âm nhạc mang đậm chất Việt với bản phối đó hoa hồng nhiều nhạc cụ dân tộc. Khán giả ủng hộ Chibu khi liên tục quảng bá văn hóa Việt với bạn bè quốc tế. Ngoài ra, trong đoạn clip hậu trường, phần tương tác giữa Amber và mỹ nhân Việt cũng đặc biệt được khán giả quan tâm. Theo đó, Amber cho biết cô đã được Chibu dạy một đoạn trong lời bài hát Si Tình bằng tiếng Việt và đã thể hiện lại một cách trôi chảy. Chibu cũng đã cho thấy sự chăm chỉ tập luyện cho màn công diễn đầu tiên khi không chỉ tập cùng nhóm mà luôn cố gắng tận dụng thời gian rảnh rỗi để ôn bài mọi lúc mọi nơi, trong phòng ngủ, phòng chờ hay trước khi lên sân khấu. Bên cạnh đó, Chibu và Ella, Ngô Thiến, Trường Giang Nghe còn rất thân thiết, thường xuyên trò chuyện cười đùa cùng nhau. Cho biết cô được Ngô Thiến bóc trứng cho ăn, Ella luôn quan tâm đến các đàn em. Sau tiết mục công diễn, người đẹp cũng chuẩn bị một số món quà để tặng cho các tỷ tỷ trong nhóm của mình. Trước đó, trong tập phát sóng của đài truyền hình Mango TV về phần ở nhà chung, khi Ella hỏi về việc chia sẻ đồ ăn tối với Aileen, Chibu ngay lập tức đồng ý. Hành động tinh tế của cô lẫn Ella dành cho Aileen được không ít khán giả khen ngợi. Sau đó, Aileen còn muốn Chibu dạy tiếng Việt cho cả nhóm. Chưa dứt lời, Ella đã lập tức tuyên bố rằng tiếng Việt rất khó học. Tin tôi đi, cô không muốn học đâu. Sau đó, Chibu đã hướng dẫn cho các tỷ tỷ hôn 1, 2, 3 vô trước khi cùng đi. Cô hài hước giới thiệu về văn hóa nhậu của Việt Nam khiến không khí ở nhà chung vô cùng vui vẻ và rộn ràng. Nữ ca sĩ chia sẻ đoạn video hậu trường tại Đạp Gió 2023 hé lộ nhiều điều chưa từng được công bố đến người hâm mộ. Trong đó, khoảnh khắc giọng ca Anh ơi ở lại mang món ăn đậm chất Việt Nam tặng cho các tỷ tỷ được chú ý. Ngoài ra, cô cũng được các nghệ sĩ trong chương trình khen ngợi nhan sắc xinh đẹp dù để mặt mộc. Trong phần giới thiệu của tập 3, nhà sản xuất cũng tiết lộ một số khoảnh khắc của Chibu cùng các tỷ tỷ. Nhờ chiến thắng ở vòng trước, người đẹp nhận số điểm cao nên được giao quyền chọn các thành viên về đội của mình cho màn trình diễn tiếp theo. Tỷ tỷ Đạp Gió trẻ sống, tên tiếng Anh Sisters Who Make Way. Tỷ tỷ Đạp Gió trẻ sống là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV, đài truyền hình tỉnh Hồ Nam Trung Quốc sản xuất. Chương trình mời các nghệ sĩ nữ nổi tiếng trên 30 tuổi từ mọi lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ múa, người dẫn chương trình, cầu thủ v.v. tham gia huấn luyện và trình diễn thi đấu để cuối cùng chọn ra 7 nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc mới. Lên sóng mùa đầu tiên vào năm 2020, chương trình đã trải qua 3 mùa phát sóng và lên sóng mùa thứ tư vào ngày 5 tháng 5 năm 2023 với tên gọi mới là Đạp Gió dưới sự dẫn dắt của host Huỳnh Hữu Minh. Trên trang QQ, tỷ tỷ Đạp Gió trẻ sống không có đối thủ về mức độ phổ biến của các show giải trí tại Trung Quốc. Thời điểm Chibu được công bố là đại diện Việt Nam tại tỷ tỷ Đạp Gió trẻ sống mùa 4, công chúng có những bình luận trái chiều. Nhiều người nhận xét cô còn hạn chế về giọng hát nên việc tham gia một chương trình âm nhạc hot nhất nhì Trung Quốc là quá sức. Không những nghi ngờ lo lắng mà một bộ phận khán giả còn thẳng thừng chê bai, đào lại những khoảnh khắc cô nàng để lộ yếu điểm về giọng hát. Có thể nói người đẹp vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích khi quyết định thi hát ở Trung Quốc. Tuy nhiên, dân tình sau khi xem phần thi mở màn của Chibu đã quay xe nhanh như chớp trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Khán giả liên tục rơm rã về tiết mục của giọng ca sinh năm 1993 tại show Trung Quốc. Chương trình có tới 33 nữ nghệ sĩ đa lĩnh vực tham gia. Đặc biệt khi Chibu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong show truyền hình này, Đạp Gió 2023 tiếp tục ghi hình những vòng công diễn tiếp theo tại Hồ Nam, Trung Quốc.